xin chào mọi người nha, rất vui gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Lâm Miền Tây nha. Hiện tại thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem cái cửa biển nha mọi người. Hiện tại ở đây thì có rất nhiều vỏ lãi, cũng như đó, các bạn đang xem một chiếc vỏ lãi đang chạy ra nè, anh chạy ra từ bến nè mọi người. Đó, từ trong bến chạy ra đó, mọi người xem ha. Đây thì đây mình sẽ giới thiệu các bạn. Đây, ở đây là một cái bến ha các bạn. Rất nhiều ghe tàu kéo. Đó, cũng như vỏ lãi ứ xẹp. Ở đây thì có rất nhiều cái vỏ lãi ứ xẹp nha mọi người. Vỏ lãi ứ xẹp thì ở đây cực kỳ nhiều. Hiện tại thì ở đây đậu hình như 6-7 chiếc gì đó. Các bạn xem vỏ lãi ứ xẹp nè. Nhìn cái láp cũng như cái chân dịch của nó nè mọi người. Đây. Máy xài máy Mitsubishi không ha, máy Isuzu rồi đó, máy to không à, để mọi người xem nè. Để ứ xẹp được thì bắt buộc là phải sử dụng cái máy to thế này. Các bạn xem cái anh đang ngồi, anh đang cạo rửa nè. Thì cái nhìn chân dịch các bạn xem đó, chân dịch khoảng chừng bao nhiêu. Chân dịch này thường là chân dịch 1m1, 1m2 không mọi người, 1m25 rồi ha. Đó, cái đường kính của nó rất là to luôn. Đây, hiện tại bên đây có một chiếc vỏ lãi nó chạy ra nè. Bên đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Hiện tại cái mùa này thì nước rất là lớn ha. Thành ra ở đây thì ghe tàu hoạt động rất là nhiều luôn. Xem hiện tại thì sau một chuyến đi về thì anh sẽ vệ sinh ha, anh lau anh cọ rửa nó kia, mấy con này con kia đóng hoặc là rỉ sét kia đó mọi người. Đấy, chuyên nghiệp chưa, các bạn xem cái dàn láp nè, như cái dàn chân dịch của cái vỏ lãi nè. Đây gọi, ở miền Tây gọi là vỏ lãi nha mọi người, SKT này chắc Mitsubishi quá, máy quá trời ha. Bên đây nè, cái gì đây, mấy này mấy Isuzu đúng không ạ, Isuzu nha. Đây là mấy xe các bạn, mấy xe tải á, mấy SKT nè, mấy Mitsubishi nè. Đấy, cái dàn này là dàn máy trên xe tải đồ các bạn, đời những đời chính máy đồ đó. Ta lấy ra ta làm cái máy để chạy vỏ nha. Con này thì chiếc này cũng là ứ xẹp nhưng mà máy này mấy xe bình thường, nhìn nhỏ ha. Những cái ứ xẹp này bắt buộc phải sử dụng máy máy to mà. Cái máy yếu là nó đẩy không nổi hai cái cây cây xẹp này đâu. Bạn thấy cây xẹp này không? Cây xẹp này. Đó. Con gà trước cái mũi á. Con gà sát dưới đáy luôn rồi đẩy ủi. Thì gọi là ứ xẹp. Đây máy Mitsubishi nè mọi người. Cái chữ Mitsubishi to nè. Đó, anh em xem ha. Máy này mấy gì đây? SKT 225 hả? 225, 235 gì đó. Đó, máy cực kỳ to. Đây, quay đây mọi người xem, tiếp tục vô lại. Mấy chiếc vô lại là vỏ đò nha mọi người. Chở người đó, đi qua bên cồn bên kia. Quá trời. Nó chạy kìa. Ồ. Quá dữ. Bốn nước luôn. Hiện tại thì hôm nay mấy anh này nó không có di chuyển, không chạy ha. Anh chỉ đậu một chỗ để anh vệ sinh thôi. Thành ra mình không quay lúc anh đè máy để cho mọi người xem. Thì mọi người xem là những video trước của Long. Long có quay những cái cảnh mà mấy chiếc vỏ lãi ứ xẹp để ảnh xuất phát đó mọi người, rất là uy lực luôn ha. Ảnh chạy tuy là cái vỏ nó dài, cái vỏ này thường là mười mấy mét luôn, bề ngang là nhiều khi cỡ mét 9-2 mét gì đó, mình cũng không rõ, không rạch lắm, mà mình đoán là vậy. Còn chiều dài nó phải mười mấy mét, có phải 17-18 mét đó.
cái lắp máy các bạn xem nè, cái lắp máy là khoảng 5-6 mét, cái lắp này không nhiều, cái lắp máy nè, dàn lắp máy là phải 5-6 mét. Đây xem chân vịt nè, to chưa anh, anh ngồi mở chân vịt nè, nó to không bằng ảnh luôn rồi đó. Cái này mà mỗi lần mà anh đề máy các bạn xem đã lắm, anh lên ga một cái các bạn nghe tiếng máy nghe phê lắm luôn, tạnh 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 luôn. Đấy thôi mình quay nhiêu đó thôi các bạn ạ. Đó nguyên vàng ghe tàu đậu ở bến nè, rồi cái bến nè, bên kia là cồn nha mọi người, cái cồn á các bạn nhìn nó gần, thật ra nó xa lắm. Cục máy nè, anh quay lại cục máy cho mọi người xem nè. Đấy, cái này mà anh đề máy thôi, coi đã lắm. Khói cùng cùng luôn mà. Đây. Và cái máy này thì cái máy giữa là máy nhìn máy đẹp ha, mới à. Máy Isuzu à, nhìn mới. Đấy các bạn xem lại nha. Đây một anh đổi xẹp đang bị chạy ra nè. Xài máy Mitsubishi ha. Chân vịt. Cục máy rất là lớn. HKT. Anh đang làm gì không biết anh. Đang cột dây để làm gì đây? Anh thả gì dưới không? Chém kinh hồn không? Rồi, giờ lên ga. Đang anh giao lãi, anh giao lãi cũng đang chạy ra khỏi lục bình rồi mọi người. Khá nhẹ nhàng. Chân vịt dính dính gác. Quá trời chân vịt của chiếc ổ xẹp nè, mọi người xem nè. Nó lớn á.
lên ga anh đẩy rồi. Máy bị gì mà ảnh cứ sụt sùi sùi hoài. Rồi ok, thấy mọi người. Mọi người nhấn cho Long một like, một share và đăng ký kênh nha, để ủng hộ Long quý vị để nhận thật nhiều video mới nhất từ Long ở đây của mình. Đây, hoàn cảnh mà ở đây cũng như ở đây luôn. Thấy không? Ghê.